ba mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất hải ngoại từ bỏ hào quang xuống tóc đi tu nương nhờ cửa Phật. Giới giải trí xô bồ đầy cạm bẫy, nhưng không ít người vẫn khao khát được bước vào cuộc sống nhộn nhịp đó. Để rồi khi đứng trên vinh quang, nhiều nghệ sĩ mới nhận ra cái quý giá nhất là được sống an yên trong lòng, không vướng vào tham sân si. Có lẽ đúng như sư Minh Tuệ từng chia sẻ, dù có tiền, ngồi trên đống vàng vẫn khổ, hạnh phúc là không có gì cả. Từ đó mà không ít nghệ sĩ, dù nổi tiếng xinh đẹp, đã chọn bỏ lại tất cả hào quang, sự giàu sang để hướng về Phật Pháp. Trong đó phải kể đến ba mỹ nhân Việt từng nổi tiếng bậc nhất hải ngoại, xuống tóc quy y gây tiếc nuối dưới đây. 1. Hoa hậu Bích Liên. Hoa hậu Bích Liên từng được biết đến như một hoa hậu quý bà và doanh nhân giàu có. Bà quê gốc ở Quảng Nam, nhưng sinh ra và lớn lên tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bích Liên là con thứ 7 trong nhà, với bà còn có 2 người em nữa. Sau sự kiện năm 1975, vì cuộc sống khó khăn, nên khi mới 12 tuổi, bà cùng với 4 anh chị em đã sang Hoa Kỳ tìm cách mưu sinh nơi đất khách. Do nghèo khó lại gồng gánh các em, Bích Liên phải vừa đi học vừa đi làm. Từ các công việc bồi bàn, nhân viên nhà hàng, khách sạn đến nhân viên dọn dẹp, lau chùi toilet, bà đều làm thật tốt, không nề hà bất cứ công việc nào. Năm 1986, Bích Liên đã có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Bà đoạt giải Hoa hậu áo dài Kansas, Mỹ và hợp tác cùng các dược sĩ, nghiên cứu ra dòng sản phẩm làm đẹp, giúp bà trở thành doanh nhân thành đạt trên xứ người. Trong một chương trình, Hoa hậu Bích Liên đã không ngần ngại chia sẻ về lý do sáng tạo ra dòng sản phẩm dưỡng da của mình. Theo đó, khi được một công ty rất lớn mời về làm việc, trở thành giám đốc của nguyên một hệ thống mỹ phẩm và là chuyên viên trang điểm cho các hoa hậu, người mẫu rất nổi tiếng, qua các vấn đề mỹ phẩm và hàng ngày tiếp xúc với khách hàng, bà cảm thấy việc trang điểm chỉ che đậy được bên ngoài. Sau khi rửa mặt, làn da vẫn có những dấu vết như tàn nhang. Bà càng trang điểm nhiều, làn da càng hư tổn hơn và những cái vết lại xuất hiện nhiều hơn. Dưỡng da khi đó cũng rất đắt, một bộ lên đến 500-700 đô. Mà khách hàng của bà lúc bấy giờ thì càng ngày càng quý mến, có sản phẩm nào ra, bà gọi điện thoại cũng đến mua. Nhưng mà chính bản thân bà nhìn thấy và nhận ra là khách hàng không trẻ lại sau những năm tháng theo bà. Cho nên bà nghĩ mình phải tìm một sản phẩm làm sao có thể lấy lại cái tuổi già của người khách của mình, làm cho họ vui hơn. Từ đó bà đã đi tìm hiểu, hợp tác với các bác sĩ, nghiên cứu ra dòng sản phẩm mới. Năm 2012, bà tiếp tục đoạt giải Hoa hậu Phu nhân Á Châu Thế giới. Khi cuộc sống trở nên khá giả, Hoa hậu Bích Liên đã nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bà rất năng nổ tham gia các hoạt động cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Từ các chương trình văn nghệ, các buổi ra mắt sách, hội Tết, cho đến các công tác từ thiện, đóng góp gây quỹ cứu trợ khắp nơi suốt nhiều năm. Thậm chí bà còn đóng góp ủng hộ cho một số ứng cử viên người Mỹ gốc Việt tranh cử vào các chức vụ thành phố, tiểu bang và liên bang. Đặc biệt là đóng góp ủng hộ cho cựu tổng thống Hoa Kỳ George Bush. Hầu như nơi nào cộng đồng người Việt cần là có sự hiện diện và đóng góp của Bích Liên. Chính vì vậy mà bà luôn giành được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông hải ngoại. Từ đầu thập niên 2000, Hoa hậu Bích Liên đã bắt đầu ăn chay niệm Phật. Dù định cư tại Mỹ, nhưng bà lại thường xuyên về Việt Nam làm từ thiện. Bà còn lập quỹ riêng mang tên mình để giúp đỡ những người nghèo khó, bất hạnh. Tháng 5 năm 2015, Hoa hậu Bích Liên chính thức xuống tóc xuất gia tại tịnh xá Ngọc Vân ở Bình Thuận, Phan Thiết, trở thành sư cô Liên Ngọc trước sự chứng kiến của người dân địa phương, một số nghệ sĩ, khách hàng, đối tác của bà ở hải ngoại. Từ một hoa hậu chuyên diện váy dạ hội đeo túi hiệu đi xe sang, bà thay đổi hẳn sang phong cách giản dị, chuẩn mực. Gia đình khi biết tin đã rất hụt hẫng, thất vọng. Mọi người không hiểu tại sao một người luôn nỗ lực từ lúc cơ hàng này đã thành đạt, có danh tiếng, có đầy đủ mọi thứ, thì lại bỏ tất cả để đi theo con đường Phật Pháp, tu trong gian nan, đời sống sinh hoạt thiếu thốn. Nguyên nhân sau đó mới dần được hé lộ. Hóa ra khi trở nên nổi tiếng và giàu có, Hoa hậu Bích Liên gặp phải cảnh nhiều người cứ bon chen, tị nạnh lẫn nhau. Trong những chuyến đi từ thiện cứu trợ, Hoa hậu Bích Liên lại gặp những cảnh tang thương, còn mất. Nó khiến cho Bích Liên luôn suy nghĩ về lẽ vô thường của cuộc đời. Cảnh sinh lão bệnh tử triền miên cứ ám ảnh tâm can, nên đã nhiều lần bà bộc bạch với thầy mình là Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên xin được thọ giới xuất gia.
và được ông đồng ý. Hòa thượng đã nói với Bích Liên rằng, thân tại gia mà tâm xuất gia, dù ở chốn thế gian mà tâm không ái nhiễm uế trược thì cầm bằng xuất gia trong chùa. Khi trở thành sư cô Liên Ngọc, bà đã tu hành ở Như Lai Thiền Tự, San Diego, California. Sau đó bà về Tổ đình Giác Nhiên thuộc Pháp viện Minh Đăng Quang, tọa lạc tại California, Mỹ. Tại đây, bà được thầy truyền y bát, vừa tu hành vừa hướng dẫn Phật tử tu tập. Trong video đăng hồi tháng 5 năm 2021, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Kim Ngân đã gặp sư cô Liên Ngọc, hoa hậu Bích Liên xưa trong một siêu thị. Thấy Kim Ngân mua trái cây, sư cô Liên Ngọc đã thanh toán cho cựu ca sĩ. Bà nói, ngày xưa tôi từng ái mộ Kim Ngân vì cô ấy hát hay lại rất đẹp. Sau đó, bà gửi thêm cho Kim Ngân 200 đô. Mà được cái chủ nhà họ dễ thương, là họ cho. Ôi chứ sư cô đừng đưa, sư cô đừng đưa. Kim Ngân, sư cô cho Kim Ngân 200 đô nè. Trời ơi, Kim Ngân cất luôn nha. Kim Ngân cất. Khi được hỏi thăm, sư cô Liên Ngọc nói rằng bà khỏe, vẫn tu ở Tổ đình Giác Nhiên thuộc Pháp viện Minh Đăng Quang. Sư cô Liên Ngọc nói danh hài Thúy Nga, nếu gặp khó khăn hay ca sĩ Kim Ngân cần giúp đỡ, có thể liên hệ bà. Danh hài Thúy Nga nhận định, sư cô đi tu bao lâu mà vẫn đẹp như ngày nào. Tôi đã quen gọi là sư cô Hoa Hậu rồi. Sư cô một bước từ người có địa vị sang trọng, thành người xuất gia ngưỡng mộ thật. Ngày xưa sư cô mê đồ hiệu bao nhiêu, giờ chỉ mang túi vải. Vào khoảng tháng 5 năm 2024, khi sư Minh Tuệ tu theo hạnh Đầu Đà và trở thành một hiện tượng tại Việt Nam, sư cô Liên Ngọc cho rằng sư Minh Tuệ đã khơi gợi nguồn cảm hứng cho những ai đang muốn hướng Phật. Bà cũng cho biết bản thân rất tán thán ái mộ sự kiên trì của sư Minh Tuệ. Mộ là mình cung kính trong lòng của mình. Ai mà đi chân cơ nổi như vậy, đi mà đường chán nhựa nóng như vậy mình cũng không chịu nổi đâu. Cô đi bộ đây nè mà có mấy đá sỏi thôi cô chịu không được nữa. Thành ra cái nắng như vậy cô đi ra một cái là nắng nó cháy cô, là cô coi như bị say nắng là cô chóng mặt lên liền. Thành ra mỗi người có một cái sức chịu đựng. 2. Nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh. Đêm nay vắng tanh, rạt rào hạt mưa rất nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống bông. Bay bay mà lòng ai như say, hoa lá rơi đầy. Từng giọt mưa rơi rơi. Nhắc đến Ngọc Đăng Thanh, chúng ta nhớ về một nghệ sĩ khả ái, gắn liền với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, từ cải lương, kịch nghệ, điện ảnh, tân nhạc, cổ nhạc tới MC, và là gần nhất là sứ ngôn viên đài truyền hình. Tất cả thành công của cô là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Nhưng Ngọc Đăng Thanh không chỉ được biết đến với tài năng nghệ thuật, cô còn được yêu mến bởi tính cách dịu dàng và tấm lòng rộng mở yêu thương. Trên khuôn mặt của cô luôn toát ra một vẻ đẹp hiền dịu, nụ cười gần gũi, dễ mến và chất phác. Nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh, tên thật là Lê Thị Huệ, sinh năm 1952 ở Bạc Liêu, trong một gia đình có cha là người rất mê đờn ca tài tử. Từ nhỏ gần gũi cha nên Ngọc Đăng Thanh rất rành những câu vọng cổ mà ông thường hát. Đến năm 13 tuổi, Ngọc Đăng Thanh được cha cho theo học cổ nhạc với thầy Nam Đờn. Vì có năng khiếu nên chỉ 2-3 tháng sau, cô đã được xuất hiện trên các đài phát thanh, diễn vai em bé trong các liên ca cổ nhạc. Khoảng 16 tuổi, Ngọc Đăng Thanh qua học tân nhạc ở lớp Lê Minh Bằng được vài tháng. Cho đến sự kiện mậu thân, cô gia nhập vào ban văn nghệ Hoa Rừng của binh chủng biệt động quân để đi hát nhiều hơn ở các tiền đồn. Năm 1971, cô rời biệt động quân để về ban Hoa Tình Thương cho đến 1975. Năm 1972, Ngọc Đăng Thanh được hãng phim Mỹ Ảnh mời đóng phim cùng với các siêu sao kiếm hiệp nổi tiếng của Hồng Kông và Đài Loan. Bộ phim có tên Báu Kiếm Rửa Hận Thù, với ekip thực hiện chủ yếu là người Đài Loan. Cũng trong năm 1972, Ngọc Đăng Thanh được hãng phim Cửu Long mời tham gia cuốn phim thứ hai mang tên Lâm Hổ Sát Đấu, hợp tác với đạo diễn võ sư Hàn Anh Kiệt, từng là cố vấn võ thuật cho các phim nổi tiếng có Lý Tiểu Long đóng là Đường Sơn Đại Huynh, Mãnh Long Quá Giang, Long Tranh Hổ Đấu. Ngọc Đăng Thanh cũng tham gia diễn xuất trong nhiều ban kịch nổi tiếng ở Sài Gòn trong những năm từ 1967 đến 1972. Sau năm 1975, cô theo đoàn diễn kịch, cải lương và cả tân nhạc ở nhiều tỉnh thành lẫn Sài Gòn cho đến năm 1988 thì rời Việt Nam vượt biên sang Mỹ. Tuy nhiên, phải 2 năm sau,
cô mới đặt chân được lên đất nước Hoa Kỳ. Khi mới tới Mỹ, Ngọc Đăng Thanh làm lồng tiếng cho các phim Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc. Sau đó được Trung tâm Người đẹp Bình Dương mời hát tân nhạc. Tuy nhiên vì lý do riêng mà cô phải ra thông báo ngưng sự nghiệp ca hát. Đến năm 2001, cô trở lại biểu diễn cải lương. Năm 2007 thì trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi và lấy lại được ánh hào quang nhờ vào các vở kịch diễn cùng Kiều Anh trên Paris by Night. Thời gian sau đó, Ngọc Đăng Thanh được biết đến nhiều nhất với vai trò MC trên Asia, đồng thời làm sứ ngôn viên ở đài SET và SBTN, phụ trách chương trình cổ nhạc Tiếng Tơ Đồng cùng với nghệ sĩ Chí Tâm. Năm 2017, Ngọc Đăng Thanh bất ngờ bị đột quỵ và bị hôn mê sâu, khiến bao đồng nghiệp cùng người hâm mộ được một phen hốt hoảng. May mắn thay, cô sau đó đã vượt qua được cơn bạo bệnh, chướng ngại sức khỏe và quay lại được với nghề. Nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh vốn là một Phật tử thuần thành đã nhiều năm, cho đến năm 2021, cô chính thức gác lại bao hào quang nơi ánh đèn sân khấu lộng lẫy, cùng sự nghiệp vun đắp cả đời để chính thức xuống tóc, gửi trọn quãng đời còn lại nơi cửa Phật với pháp danh là Tâm Duyên. 3. Ca sĩ Giáng Thu. Ca sĩ Giáng Thu xuất thân từ lớp nhạc của nhóm Lê Minh Bằng, được biết đến từ cuối thập niên 1960. Nữ ca sĩ từng có nhiều tác phẩm để đời, song ca cùng nhiều nam ca sĩ lừng danh đương thời như Chế Linh, Mạnh Quỳnh, Giang Tử. Có nhiều ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Giáng Thu như Thiệp Hồng Báo Tin, Tình Lỡ, Kẻ Đến Sau. Cùng với những bài song ca nổi tiếng như Tuyết Lạnh, Hai Đứa Giận Nhau, Hỏi Anh Hỏi Em, Căn Nhà Màu Tím. Bài hát Căn Nhà Màu Tím, Giáng Thu song ca cùng Giang Tử được coi là bài hát đạt đến ngưỡng gần như hoàn hảo. Dù sau này có rất nhiều nghệ sĩ khác trình bày bài hát này, nhưng không bản thu nào có thể làm lưu mờ được bản thu của Giáng Thu, Giang Tử. Không chỉ nổi bật với chất giọng thanh thoát, nũng nịu, Giáng Thu còn được khán giả bình chọn là người đẹp quyến rũ một cách kín đáo. Nhiều người cho rằng cô có nét đẹp con lai giữa Việt và Ấn. Điểm nhấn là đôi mắt với nét đường buồn trên gương mặt làm cô có sức hấp dẫn kỳ lạ. Cũng vì lẽ đó mà khi giọng ca cô cất lên kết hợp với biểu cảm khuôn mặt làm những bài tình ca cô hát như hiện ra sinh động trước mắt người nghe, hòa hợp như thể cô sinh ra để hát chúng. Trong suốt sự nghiệp của mình, Giáng Thu chưa từng một lần nào dính vào bê bối. Cô chọn lối sống đẹp từ tâm, luôn thản nhiên và không bon chen với đời, nên báo giới cũng không có gì để viết về cô ngoài nét đẹp kỳ bí phương Đông và giọng hát truyền cảm đặc trưng. Sau năm 1975, Giáng Thu không tham gia sinh hoạt văn nghệ, sống rất kín tiếng. Sau khi sang Pháp định cư với chồng, nữ ca sĩ có thực hiện một số album của Trung tâm Làng Văn, Thúy Anh, Thanh Lan và thỉnh thoảng có xuất hiện trên video của một số trung tâm tại hải ngoại. Sau này ly hôn, Giáng Thu cũng dừng hợp tác với Làng Văn. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng Giáng Thu có về nước gặp bạn bè, nhưng hoàn toàn vắng mặt trên sân khấu trong và ngoài nước. Nhiều người cho rằng cô dành nhiều thời gian cho việc hành hương và tu học Phật Pháp. Không lâu sau đó thì quy y, nương nhờ nơi cửa Phật. Thông tin được tổng hợp kỹ càng từ các trang báo. Nếu có gì sai sót, mong quý khán thính giả bỏ qua và góp ý dưới phần bình luận.